Chào các bạn tin nhanh 24/7. Hãng xe SM sẽ tạo nên cuộc chiến khi mang về Việt Nam chiếc mô tô 300cc. SM Wolves là một trong những chiếc xe con tay cỡ nhỏ giá rẻ được rất nhiều tay lái thị trường Việt Nam ưa chuộng, và đặc biệt là các tay lái có sở thích với dòng xe classic. Tuy nhiên, thương hiệu sản xuất đến từ Long này từ trước đến nay chỉ ở phân khối là 105cc, làm cho nhiều biker Việt Nam phải tiếc nuối. Do vậy, hãng SM đã quyết định sản xuất dòng classic Wolves 300cc và ít ngày nữa sẽ giới thiệu tại Việt Nam. Như thông tin ở phía chúng tôi nhận được, thì năm nay hãng xe SM sẽ mang về với giới một điệu dòng xe mới tại Việt Nam. Hai dòng xe SM giới thiệu tới triển lãm lần này đó chính là Classic World 105cc và 300cc. Tuy nhiên, xe ở 300cc SM sẽ giúp người chơi dễ dàng hơn lựa chọn khi cho ra hai phiên bản đó là Classic và Cafe Racer. Còn với sức mạnh, hai phiên bản này đều được SM trang bị cùng lúc một sức mạnh. Cụ thể, SM sẽ cung cấp khối động cơ xanh đơn với dung tích là 278cc, làm mát bọng dịch, phun xăng điện tử. Khối động cơ này khả năng sinh ra công suất ra lên tới là 27,5 lực, tại vòng tua là 8.000 vòng phút, mô men xoắn cực đại 25,5 Nm, tại vòng tua là 7.000 vòng phút, sức mạnh truyền đến bánh thông qua hộp số sơ cấp. Còn xét về thiết kế ở phiên bản Cafe Racer, SM sẽ chăm chút tỉ mỉ hơn cho chiếc xe này, với cái gù sao bo tròn, đồng hồ cổ điển, kính chắn gió phong cách cũ v.v. Còn về sức mạnh, chiếc Wolves 300 với sức nặng là 196kg có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 140km/h. Cả hai có bình xăng dung tích là 15 lít và chiều cao yên ở mức là 790mm. Hiện tại SM vẫn chưa chính thức công bố giá bán của mẫu xe này. Dự định chiếc xe này Classic sẽ được rất nhiều người ưa chuộng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share nhé. Subscribe.